Hello, chào mừng các bạn đã với tới kênh channel của mình nha. Và video này là video mình cui nha các bạn. Mình cui có một bạn này, mình cui lưng của bạn Phúc Thịnh Vlog nha các bạn ơi. Phúc Phan và YouTube là Phúc Thịnh Vlog Vlog đó các bạn. Đã gửi con lưng này về cho mình nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ cui và mình để cho các bạn xem nha. Đây là phần quà để mình làm mini game tặng các bạn ơi. Và em đã về đây. Mình cũng thích làm một cái video nho nhỏ để cui em này nha các bạn. Bạn hãy coi mình cui nha các bạn ơi. Giờ là phải ứng lại mấy con kẹp ra các bạn. Ứng lại con kẹp ra các bạn ơi, nó bị móp rồi nè, buồn quá đi. Mà đẹp lắm các bạn ơi, những lưng các bạn thấy đẹp không nè, nhưng hơi móp chứ thôi. Lưng nó cũng gọi là đứt cũng đẹp. Làm mà bạn này làm mà đẹp nha, các bạn có thể liên hệ bạn này nha bạn. Cái này chứ các bạn khi bạn này ship nè, các bạn không nhân viên nó ra chứ nó bị gì rồi nè. Nó làm con lưng nó hơi bị móp xíu. Này mình muốn mình sẽ kêu bạn này làm con lưng thì làm cho kẹp nó chắc hơn xíu nữa thì được. Thì các bạn ơi, con lưng này nha, bạn thấy đẹp không ạ? Mình đang ứng lại các bạn. Bạn làm cả con mắt luôn nè các bạn ơi. Hay các bạn làm cả con mắt luôn nè các bạn, thấy đẹp không ạ? Mình đang kéo ứng lại các bạn. Đang ứng lại cho nó đẹp lại các bạn, cho nó chỉnh lại các bạn. Hơi bị móp xíu. Không sao, mấy cái này sửa lại được hết mà. Đây nó bị móp cái miệng nè. Lần quá đẹp luôn. Bạn nào cần có thể liên hệ với bạn Phúc Thịnh Vlog nha các bạn ơi nha. Bạn nào cần có thể liên hệ với bạn Phúc Thịnh Vlog nha. Cái hàng này bạn làm cũng nó không chắc chắn lắm các bạn, nên nó hơi bị bóp méo chứ. Mình đang ứng lại đây để làm rất đẹp các bạn. Có người có tay nghề có khác. Các bạn ơi, thấy đẹp không ạ? Có người có tay nghề có khác nha các bạn. Lúc nào đẹp hơn cả mình luôn á. Do bạn này gói không được kỹ, lúc là mình phải gói vào trong cái hộp đó kìa. Nó mới kỹ con lưng được. Bạn này gói nó không được kỹ lắm. Mốt cái này là phải làm cái hộp. Mình mà gửi cho bạn nào mình sẽ làm cái hộp cho để cho nó không bị như vậy nữa. Thấy các bạn. Đây nha, đang ứng lại nha các bạn. Đẹp lắm các bạn ơi, đẹp lắm. Nhìn con thích thì các bạn ơi. Mình vừa các bạn ơi, mình đang quay nha bạn. Mình đang chỉnh lại nè các bạn. Bạn nào cần cái gì có thể liên hệ với bạn Phúc Thịnh Vlog các bạn nha. Em đó làm cái khung sườn đó nó cũng được các bạn, thấy đẹp không ạ? Rồi mình mới nhận về, bây giờ mình sẽ vô mình edit cái video này rồi mình sẽ gửi cho các bạn cho mình sẽ quay lên cho các bạn xem luôn nha. Mình mới nhận bây giờ mình sẽ gửi và mình sẽ quay lại cho các bạn xem các bạn. Đây trong hồi sửa là nó đã hình chỉnh lại các bạn ơi. Đây nha.
mà nó cũng tay nghề phết chứ bộ. To lắm nha bạn, lưng to như này. Đẹp lắm nha các bạn ơi, đẹp lắm đây. Và video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn ơi. Và đây nha các bạn, mình lần này nha các bạn. Và video tới đây mình cũng xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy like và đăng ký và ủng hộ cho mình những clip trước nha các bạn. Và mong bạn sẽ có một bạn nào đặc biệt sẽ nhận con lưng này nha các bạn ơi. Đây nha, rất là đẹp nha các bạn. Bạn thấy không ạ? Tay nghề công khai nha các bạn. Và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Và hãy nhớ chơi mini game nha các bạn. Ủng hộ cho mọi người cùng chơi mini game nha các bạn. Bye bye.